Bây giờ mình dở qua cái khái niệm bên chỗ là nhất thừa. Bây giờ chúng ta qua cái khái niệm là nhất thừa. Bây giờ coi cái nhất thừa này nó sẽ nằm bên phía chơn đế hay là tục đế nha. Nhất thừa tiếng Phạn nó là Ekajang. Một khái niệm của kinh Pháp Hoa là nhất thừa. Vào thời gian kinh được biên soạn thì đã có mặt những danh xưng như A-la-hán, Duyên Giác và Phật. Phần đông đi theo con đường A-la-hán, có lẽ thảng hoặc đâu đó có một vài vị Duyên Giác. Trong khi thật hiếm thấy những chúng sinh như Cồ Đàm, Tất Đạt Đa là thành Phật. Người ta đồng ý rằng những tính cách của những vị này khác nhau. Đức Phật thì chắc chắn có nhiều khía cạnh ưu việt, nhưng tất cả đều thật sự giác ngộ và sau khi nhập Niết Bàn không còn tái sanh nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa có một sự hạ thấp dần dần địa vị của A-la-hán Duyên Giác mà lại nâng cao địa vị Phật và sự chứng ngộ là của Ngài. Và Kinh Pháp Hoa biểu thị đỉnh cao của tiến trình này. Trong thực tế chỉ có nhất thừa, chỉ một đạo lộ dẫn đến mục tiêu tối hậu là Phật mà không phải là ba. Nếu có chăng thì họ cũng chỉ khác nhau ở một vài là phẩm hạnh. Đây là trong trong cái trích dẫn ha. Nhất thừa này là Phật thừa là tối hậu. Như vậy là cái này quý vị có thể là thêm vào hai cái khái niệm nữa là nhất thừa và Phật thừa nằm ở trong bên là chân đế. Nhất thừa này là Phật thừa tối hậu, giống như Phật ưu việt hẳn khi so với A-la-hán và Duyên Giác. Cũng vậy, tối hậu là nhất thừa đưa đến địa vị Phật toàn mãn, tất cả đều sẽ thành Phật. Và học thuyết Tam thừa trong thực tế chỉ là phương tiện của Đức Phật, Upaya Kausalya. Như vậy là chúng ta thấy là Tam thừa chúng ta quăng bên chỗ tục đế ha. Chúng ta thêm vào bên chỗ cái phần là tục đế. Rồi chúng ta thêm cái khái niệm là phương tiện nữa, nó nằm trong là tục đế. Như vậy là bên phía tục đế là chúng ta có là tam thừa này, phương tiện này ha. Là nằm ở bên đó. Rồi là có cái nếu như nói về tam thân á thì cái ứng thân á ứng thân cũng nằm ở bên phần là tục đế á. Ứng là ứng thân, nằm bên phần là tục đế. Rồi thì chúng ta coi thử cái nhất thừa đây nhé. Được ghi ở trong Kinh Pháp Hoa. Này Xá Lợi Phất, ta là thế này. Khi biết chúng sinh có nhiều loài dục vọng và tham đắm trần gian, và dựa vào bản chất của chúng, cũng như bằng phương tiện quyền xảo với nhiều thí dụ, ẩn dụ ta thuyết giảng chánh pháp cho chúng. Này Xá Lợi Phất, ta làm điều này chỉ vì để chúng có được nhất Phật thừa và nhất thiết trí. Như vậy là mình phải ghi nhất Phật thừa và nhất thiết trí thêm vào bên chỗ là chân đế. Này Xá Lợi Phất, trong mười phương thế giới không có ngay cả hai thừa, huống nữa là có ba. Thì đây là một cái đoạn mà cho mình biết nhất thừa. Thì quý vị biết rằng Kinh Pháp Hoa là một cái kinh đại thừa nổi tiếng. Và nó có một cái đặc điểm là mặc dầu đại thừa nó cọc tiếng
nhưng mà nó không có quá khích. Chúng ta thấy rằng là cũng có một cái bộ kinh khác nhưng mà có vẻ là quá khích lắm, chê bai tiểu thừa là thảm thiết lắm, chê bai Xá Lợi Phất là dữ dội lắm. Đó là kinh Duy Ma Cật, cư sĩ nâng cư sĩ lên mà hà tăng sĩ là quá mức. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì không như vậy. Kinh Pháp Hoa thì nhẹ, là nhẹ nhàng hơn. Và phân tích ra nó có lý, là có tình hơn. Ở đây thì kinh Pháp Hoa dùng cái khái niệm là nhất thừa hay là nhất Phật thừa. Sở dĩ mà kinh Pháp Hoa dùng nhất Phật thừa, tại vì là vào cái giai đoạn đó nó đã có những cái danh từ là A-la-hán và duyên giác và Phật. Vào cái thời kỳ kinh đại, kinh Pháp Hoa ra đời á, thì vào cái thì xã hội lúc bấy giờ đã có những cái danh xưng là đó rồi, A-la-hán, duyên giác và Phật. Thì A-la-hán được xem như là hàng là thanh văn, A-la-hán là cao nhất. Như hồi nãy là chúng ta biết là hữu học rồi, đến A-la-hán thì A-la-hán xem như là thanh văn, đặt trên cái nền tảng là giáo lý là tứ đế. Và rồi duyên giác là cái pháp tu đó là đặt trên cái nền tảng là thập nhị là nhân duyên hay là lý duyên khởi. Và Phật và Phật thì kinh Pháp Hoa lại là nhân cái cơ hội đó, nhân cái cơ hội đó thì muốn hướng tất cả mọi người tu tập đều hướng đến cái đích là thành Phật, đều hướng đến cái đích là thành Phật. Kinh Pháp Hoa là cái mục đích là như vậy. Khi mà nói đến A-la-hán là duyên giác là đã có những cái pháp tu mà chỉ hướng đến cái quả vị là đó thôi. Hướng đến những cái quả vị hay là cái pháp tu chỉ dừng lại là ngang đó. Như là mình biết rằng A-la-hán mục tiêu là để thoát khổ. A-la-hán là với giáo lý tứ đế. Chúng ta biết rằng là khổ tập diệt đạo hay là khổ và diệt khổ. Mục tiêu của A-la-hán là diệt khổ. Tất nhiên là cái pháp tu nó liên quan đến là cái khổ. Chú ý đến là cái khổ. Và nó có một cái là liên hệ nữa, là nó liên hệ đến là cái từ đồ hay là từ giải thoát cho cá nhân mình. Cái pháp tu thì nó liên quan đến cái diệt khổ và nó liên quan đến cái từ độ là chủ yếu. Rồi đến là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật thì cái pháp tu là nó cũng liên hệ đến là cái khổ. Là vì sao? Vì cái pháp tu của Bích Chi Phật là hay là của duyên giác là đi tìm cái vấn đề là diệt khổ. Vì như chúng ta biết là thập nhị là nhân duyên đó, khổ từ đâu mà có? Khổ là do hữu. Hữu do đâu? Do sinh. Sinh do đâu? Sinh do thủ. Rồi đến thủ là do đâu? Là ái. Ái do đâu? Là thọ. Cứ như vậy mà nó lên cuối cùng là vô, là vô minh. Vậy khi vô minh hết thì hành hết, thức hết, và cuối cùng là khổ đau hết. Như vậy là chúng ta thấy là cái Bích Chi Phật cái pháp tu nó cũng liên hệ đến cái là diệt khổ, và nó liên hệ đến cái giải thoát là từ thân.
liên hệ đến cái giải thoát là tự thân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, là Phật, Phật thì có một cái tinh thần là khác. Mình thấy ở trong chỗ cái kinh căn bản pháp môn, Phật là một cái vị giải thoát là rốt ráo. Tại vì đã đoạn tận cái chủng tử sinh tử là luân hồi. Tăng ha, chính cái là tham dục đó là cái hạt nhân, là cái chủng tử để đưa đi là tái sinh. Thì Phật là người đã đoạn trừ được là cái sự tái sinh này. Phật, thì ở trong này á, chúng ta thấy là ba cái hạng người này thì Kinh Pháp Hoa muốn đưa lên là cái là đưa mọi người lên là thành tựu là cái quả vị Phật. Mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhất Phật thừa đó, có khi gọi là nhất Phật thừa, hay là địa vị Phật. Và muốn được cái quả vị Phật á, thì người ta mới liên tưởng tới, như quý vị biết rằng trong cái thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy á, thì có cái câu chuyện là Bổn Sanh á. Câu chuyện là Bổn Sanh là câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Còn Bổn Sư á, là tiền thân của các đệ tử là của Ngài. Bổn Sư. Thì Đức Phật mà sở dĩ mà thành Phật á, là tại vì là Ngài trước đó đã hành cái hành là Bồ Tát. Đã hành cái hành là Bồ Tát. Và trong những cái hành là Bồ Tát đó, thì cái chuyện mà bố thí á, là rất là nhiều. Bố là bố thí. Dù Ngài là một cái con người, khi cần Ngài có thể là bố thí cả vợ con. Khi Ngài là một cái con nai, thì Ngài có thể là cúng dường, là bố thí cho những cái người mà thợ săn là đói chẳng hạn như vậy á. Thì những cái câu chuyện đó là nó nói lên cái tinh thần vị tha, là vị tha. Và chính cái đặc điểm này bên Đại Thừa người ta đã là xây dựng nên một cái nhân vật, một cái nhân vật thời đại mới, một cái nhân vật thời đại mới tiêu biểu cho cái phong trào mới, đó là Bồ Tát. Xây dựng nên, đề cao cái nhân vật là Bồ Tát. Quý vị biết rằng là khi mà một cái phong trào mới bất kỳ mà nó phát sinh ra là nó phải có một cái gì đó khác với cái trước. Phải có cái gì đó khác với cái trước. Và nếu như trong nói cái vấn đề là tu tập á, thì chúng ta thấy rằng A-la-hán á, và duyên giác á, là họ, những người này, những người tu tập này, họ đặt cái giải thoát là cá nhân là nhiều quá. Đặt cái giải thoát là cá nhân là nhiều quá. Và trong cái thực tế đã cho thấy rằng Phật giáo ở Ấn Độ trong cái giai đoạn phân chia bộ phái á, đã gây nên là cái tình trạng là suy đồi đạo Phật. Suy đồi là đạo Phật. Vì chúng ta thấy là về mặt lý luận thì họ nghiêng về luận bàn nhiều quá. Trong giai đoạn phân chia bộ phái chúng ta thấy rằng xuất hiện rất nhiều cái bộ luận. Luận là luận bàn, khác với là kinh. Kinh là của Phật nói. Phật là Phật nói thẳng. Nói thẳng vào là chân lý. Nhưng mà luận bàn là đó đã ngang qua cái lý rồi. Ngang qua cái lý lẽ. Và như chúng ta biết rằng là cái lý lẽ, cái lý luận á, là nó thuộc cái tượng tri, thuộc cái nhận thức của phàm phu. Những nhà toán học, những nhà khoa học, những nhà luận lý là nó thuộc cái tượng tri, sanjanati.
thì vào trong cái giai đoạn mà Phật giáo tiểu thừa khoảng là 400-500 năm đó, thì quý vị biết rằng là Phật giáo tại Ấn Độ là suy yếu lắm. Là Phật tử là người ta rất là khó tiếp cận là bởi mấy ông sư. Vì mấy ông sư là thích ngồi thiền, đi vào trong là rừng sâu, hoặc là họ chỉ thích là luận bàn thôi. Còn về cái tu á, về cái hướng dẫn cho Phật tử hầu như là họ bỏ rơi. Bởi vậy cho nên chúng ta biết là Bích Chi Phật là sao? Bích Chi Phật là những cái người mà họ thích ngồi thiền và họ từ đồ họ, tất nhiên họ giải thoát, nhưng mà họ chỉ chủ yếu để giải thoát cái bản thân còn của họ. Và A-la-hán cũng là tương tự vậy. Trong giai đoạn mà phân chia bộ phái hay là giai đoạn là tiểu thừa này á, thì tăng sĩ Phật giáo nó mang tính là thụ động. Cái vấn đề hoằng pháp hầu như là rất là yếu kém. Hoằng pháp rất là yếu kém. Tăng sĩ thì có vẻ là thụ động, thích ngồi thiền thôi. Mà ngồi thiền đi theo cái hướng là tiêu cực á, nghĩa là ngồi thiền chấp thủ vào cái thiền định. Mà quý vị biết rằng là trong Nikaya là có nói đó, có những người là họ đạt được sơ thiền, rồi với họ cứ là bám víu vào sơ thiền, không chịu buông xả để lên nhị, là nhị thiền. Tương tự vậy cho tất cả các cái loại thiền. Thì những cái quan điểm tu tập là như vậy á, là nó mang tính là cá nhân. Và về vấn đề hoằng pháp á, thì không được là phát huy. Phật tử ở trong giai đoạn tiểu thừa á, đã tiếp cận với các nhà sư là khó lắm, vì nhà sư là họ ẩn dật, họ rút lui vào trong là rừng sâu, ít có là tiếp cận là hoằng pháp. Bởi vậy cho nên quý vị biết rằng là một trong những cái lý do mà Đại Thừa xuất hiện á, là vấn đề hoằng pháp. Hoằng pháp tiếp cận với là Phật tử. Cho nên quý vị biết rằng là tại sao Đại Thừa người ta mang cái màu áo khác là như vậy. Bên Tiểu Thừa họ giữ cái màu vàng là nghiêm túc. Và đứng về mặt xã hội là chúng ta thấy cái màu vàng nó rất khó hòa nhập vào trong cuộc đời. Cái màu vàng đó. Còn quý vị thấy mình đi là đâu đó, mình đi dọc đường mình thấy tăng ni mình nhiều khi đắp cái y vàng thấy nó sáng chói. Tự nhiên mình cảm thấy nó lạc loài. Tự nhiên là giống như là tự mình làm nổi bật vậy á. Cho nên là bên phía là Đại Thừa là họ thấy rằng là muốn hòa nhập, muốn đưa đạo vào trong cuộc đời á, cho được thuận lợi á, thì tăng sĩ phải đổi cái màu áo đi. Tất nhiên là về mặt là đi ra tiếp xúc xã hội á, là mang cái màu áo khác, khác với là cái màu vàng. Lẽ dĩ nhiên khi mà về chùa lại thì phải là mang cái màu vàng, nhưng mà đi vào trong chỗ là xã hội á, để mà dễ hòa nhập á, tiếp cận là với là Phật tử á, cho nên là quý vị biết là cái màu áo cũng nằm trong cái ý nghĩa đó. Và rồi gì thì bây giờ cái phong trào Phật giáo mới Đại Thừa nổi lên á, thì nó phải khác với mà với là với những cái lối tu tập với những cái tăng sĩ cũ, thấy không, với những cái tăng sĩ cũ. Cho nên là trong cái Đại Thừa người ta phải xây dựng một cái nhân vật là kiệu mẫu mới. Nhân vật kiệu mẫu mới đó chính là Bồ Tát. Đó, chính là Bồ Tát. Và cái Bồ Tát trong Đại Thừa đây là được xây dựng trên cái cơ sở là cái tiền thân của Phật Thích Ca. Tiền thân của Phật Thích Ca. Những cái câu chuyện trong Bổn Sanh á, nói lên là cái sự hy sinh, bố thí, vì tha của Bồ Tát trong nhiều kiếp. Thì bên Bồ Tát, bên chỗ Đại Thừa người ta mượn cái đặc điểm này của Đức Phật, của tiền kiếp Đức Phật Thích Ca,
để xây dựng nên một cái nhân vật mới. À, đó là xây dựng cái quan niệm là Bồ Tát. Vì vậy cho nên cái Bồ Tát ở trong Pháp Hoa nói riêng, Đại Thừa nói chung á, đóng một cái vai trò là quan trọng lắm. Và quan trọng, có thể nói rằng là Bồ Tát là tương đương là với Phật. Tương đương là với Phật. Xây dựng nên một cái hình ảnh là Bồ Tát. Cho nên là, và trong cái pháp môn tu tập á, bởi vậy cho nên trong cái pháp môn tu tập nó cũng có khác. Và chúng ta để ý đi, nếu như hai cái hàng người đầu là A-la-hán và Duyên Giác á, cái pháp tu họ là nó liên hệ đến cái diệt khổ. Thấy không? Nhưng mà bên Bồ Tát là quý vị thấy nó không có liên hệ gì đến là cái khổ hết á. Mà đầu tiên là cái gì? Là Bồ Thí. Thấy không? Bồ Thí là có nghĩa là vị tha, có nghĩa là phục vụ là chúng sinh. Đó, là cái đó phải là đi đầu. Để nó đối lập vài cái vị kỳ của hai cái hàng tu tập kia. Hai hàng tu tập kia là vị kỷ, là chỉ biết là thoát cho cái bản thân là của mình. Thì bên Bồ Tát là chúng ta thấy rằng là cái Bồ Thí là được đưa lên là đầu tiên. Để đối lập lại, khác biệt, nổi bật với hai cái pháp tu của là thế hệ cũ. À, là thế hệ mới, là Bồ Tát, là vị tha. Cái gì là phải là vị tha là đầu tiên. Vì chúng sinh. Rồi lúc đó là mới là cái thứ hai là Bồ Thí là trì giới. À, lúc đó mà đến là trì giới. À, trì giới là mới liên hệ đến là cái tu trì giới nhẫn nhục. À, Bồ Thí trì giới nhẫn nhục. À, tinh tấn thiền định và trí tuệ. À, Bồ Thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định là trí tuệ. Và chúng ta sẽ thấy Bồ Thí trì giới nha. À, trì giới là luyện là cái thân mình. Luyện. Luyện cái thân mình rồi có cái yếu tố thứ ba là nhẫn nhục này. À, nhẫn nhục này là mình thấy là cần thiết lắm. Cái nhẫn nhục này là chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa. À, trong kinh là Pháp Hoa là người ta rất đặt nặng là cái này. Tại vì là họ thấy rằng á, trong cuộc đời này rất là thị phi mà. Cuộc đời này là dưới sự chi phối của vô minh. Cho nên là rất dễ bị là thị phi. À, đi hành đạo á, là phải là đi hành đạo là phải trang bị cho mình một cái tư tưởng là kham nhẫn. Còn kham nhẫn nghĩa là, mà quý vị biết rằng cái kham nhẫn này á, là nó trong kinh Nikaya cũng đã có. Trong kinh Nikaya cũng có cả một cái bài kinh gì đây này, là có nói đến là một cái vị là tỳ kheo, một hôm là bạch với Phật: cho con đi đến cái xứ đó để hoằng pháp. À, xong rồi là Đức Phật, nhưng mà cái xứ đó là cái xứ mà chống bán, là chống bán, là còn cái xứ đó là không chịu tu. À, còn cái xứ đó rất là hung tợn. Thì khi mà vị tỳ kheo đó nói: bạch Thế Tôn, cho con đến xứ đó để hoằng pháp, giáo hóa. Thì Đức Phật nói rằng cái xứ đó là dữ lắm. À, thì cái vị tỳ kheo đó mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, dữ nhưng mà con nghĩ rằng là họ sẽ không chửi con. À, rồi Đức Phật nói là nếu như họ chửi ngươi thì sao? Thì con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn tốt vì họ chưa đánh con. À, rồi nếu như họ đánh con, họ đập con, thì con nghĩ rằng họ chưa là giết con, họ vẫn còn tốt. Rồi nếu như họ giết con thì sao? Thì con xin cảm ơn họ, là tại vì con đã là gì? Con đã giải thoát là cái thân là bất tịnh này.
Thì đây chính là một cái câu chuyện mà bên Đại Thừa người ta khai thác là cái sự cảm nhận cho một cái vị đi hoằng pháp, cho một cái vị là Bồ Tát. Cho nên là mấy cái câu chuyện này á, chúng ta có thể liên hệ để mà thấy rằng là nhiều người họ nói rằng là kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ nói có lý một phần nào là đó. Nhưng mà mình phải thấy rằng trong kinh điển Đại Thừa vẫn lưu giữ lại những cái căn bản của bên nguyên thủy. Nha, vẫn lưu giữ những căn bản bên là kinh là nguyên thủy. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng cái bài, còn cái bài kinh đầu tiên là Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân mà Đức Phật Thích Ca giảng cho năm em Kiều Trần Như. Thì Ngài nói rằng có một cái đạo lộ mà nó thoát ra khỏi là cái khổ và cái tham dục. Đó là cái trung đạo. Thấy không? Và sau đó là Ngài giảng cái bài Pháp là Tứ Đế. Thì cái bài Pháp đầu tiên đó chúng ta thấy rằng đó là giống như cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa vậy. Phẩm tựa Kinh Pháp Hoa là Đức Phật ngồi thiền định phóng luồng hào quang giữa chẳng mày. Đây chính là tri kiến Phật, đây chính là trung đạo. Giống như cái bài Chuyển Pháp Luân mà Đức Phật xưa kia là nói vậy đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là vẫn lưu giữ là cái cơ bản. Thấy không? Lưu giữ cái khái niệm là trung đạo. Rồi là cũng giống như cái pháp tu là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật. Thì chúng ta thấy rằng nó cũng có cái bài kinh mà trong Nikaya về cái sự kham nhẫn của một cái con người đi hoằng pháp. Rồi là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Và ta thấy rằng Đại Thừa là đặt nặng cái là trí tuệ. Đặt nặng là cái là trí tuệ. Bên chỗ A-la-hán và duyên dáng là đặt nặng cái diệt khổ. Đặt nặng là cái diệt khổ. Còn bên Bồ-Tát là họ không cần diệt khổ. Họ chỉ cần là cái có trí tuệ thôi. Cần có cái là trí tuệ. Bên kia thì trầm hâm vô là diệt khổ. Còn bên này thì không cần trầm hâm. Bên này chỉ cần có cái trí tuệ. Thì mấy cái này để chúng ta thấy rằng là Pháp Hoa nói riêng, Đại Thừa nói chung là đặt nặng là cái trí tuệ. Đặt nặng cái tri kiến Phật. Đó, đặt nặng là cái trí. Rồi thì ở trong chỗ cái mà mình phải biết qua cái xây dựng là nhân vật Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Để đó mình có thể hiểu những cái phẩm mà được trình bày ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì mình phải biết cái sự hình thành ra đời của nhân vật là Bồ Tát, được xem như là Bồ Tát Thừa. Và khi mà nói Nhất Thừa ở đây á, là khi trong khi tu á, mà khi nói phân biệt á, khi mà nói phân biệt thì có Tam Thừa nhé. Thì như vậy quý vị có thể đưa Tam Thừa là qua phần là Tục Đế á, mà Tam Thừa là Thanh Văn Thừa này, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa, nó cũng nằm trong cái là Tục Đế. Khi mà nói phân biệt, khi mà nói đến Tục Đế là nói đến hiện tượng, nói đến sự phân biệt, thì nó sẽ có ba cái thừa đó. Là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát. Nhưng mà Nhất Thừa hay là Nhất Phật Thừa thì nó nằm qua bên chỗ. Nằm qua bên chỗ là Chân Đế. Đó, mình nhớ là phân biệt là như vậy. Chúng ta tu tập ở trong ba cái, khi mà nói đến trong cái thế giới phân biệt á, thì chúng ta nên tập theo cái Bồ Tát Thừa. Cái pháp tu là nên sử dụng cái lục đồ ba la mật. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì phải để chiếc bè lại.
Vị chức bè đây là nó bao gồm là Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa. Thế nào? Trong khi tu tập thì chúng ta nên mình nên tu tập theo là Bồ Tát. Như để một lúc nào đó rồi thì chúng ta cũng phải là gì? Từ bỏ chức bè để mà lên là Nhất Phật thừa hay là Nhất thừa. Thì kinh Pháp Hoa xây dựng là cái tam thừa là gì? Duyên giác thừa, những ai mà lỡ đã tu theo Thanh Văn thừa, Duyên giác thừa thì nên tu theo Bồ Tát thừa. À đó nha. Kinh Pháp Hoa là nói là như vậy. Kinh Pháp Hoa không có đả phá. Kinh Pháp Hoa không có đả phá là Thanh Văn thừa. Không có đả phá chê bai là Bích Chi Phật. Mà Kinh Pháp Hoa là khuyên hai vị này là nên, hai cái loại tu tập này là nên tu theo Bồ Tát thừa. Đó, nên tu theo Bồ Tát thừa. Để cuối cùng gì? Để cuối cùng là ai cũng đều ai cũng đều được là Nhất Phật thừa hết. Thì chúng ta thấy rằng là cái xây dựng là tam thừa hay Nhất Phật thừa của cái kinh Pháp Hoa, chúng ta phải thấy là cái điều này. Pháp Hoa không có chê bai Thanh Văn thừa, hay là không chê bai là Duyên Giác thừa, mà khuyên những cái vị này là nên tu theo Bồ Tát thừa. Chúng ta biết như vậy á, để rồi mình sẽ thấy rằng trong những cái phẩm mà được trình bày là về sau này á, là giáo hóa cho Thanh Văn thừa là nhiều lắm. Giáo hóa cho những người là Thanh Văn đi theo cái con đường là Bồ Tát hay là Phật thừa. Ở đây chúng ta thấy như vậy này. Trong kinh này, trong cái đoạn này nói là Xá Lợi Phất, ba là thế này. Khi biết chúng sinh có nhiều loài dục vọng và tham đắm trần gian, và dựa vào bản chất của chúng, cũng như bằng phương tiện quyền xảo với nhiều thí dụ ẩn dụ, ta thuyết giảng chánh pháp là cho chúng. Ta làm điều này chỉ vì để chúng có được Nhất Phật thừa và Nhất là Thiết Trí. Nhất Phật thừa và Nhất Thiết Trí. Ở đây á, mình hiểu như thế nào là Nhất là Thiết Trí. Và chúng ta suy nghĩ là còn cái khái niệm Nhất Thiết Trí này. Thì quý vị biết rằng là vào thời kỳ là đây là được ghi lại trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy á, trong kinh Tạng Nikaya. Thì cái Nhất Thiết Trí đó theo ngoại đạo á, là cái gì họ cũng biết. Cái gì họ cũng biết. Nhất thiết là tất cả mà. Trí là trí biết là tất cả. Thì ngoài đạo họ cho rằng cái gì họ cũng biết. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì là định nghĩa Nhất Thiết Trí mà theo Ngài á, thì không phải là cái gì ta cũng biết, nhưng mà cái gì mà ta đã thấy biết thì ta nói biết, còn cái gì mà ta chưa thấy biết thì ta nói ta chưa biết. Là ví dụ là như vậy, mình là cả đời mình ở Sài Gòn thôi à, mình chưa biết Huế là gì hết. Mà mình nói thêm nữa là trong chỗ là Đức Phật là còn có nói là như vậy này. Cái gì mà ta để ý nghiên cứu rồi là ta biết. Còn cái gì mà ta chưa nghiên cứu thì ta là chưa biết. Thì Đức Phật là trả lời là như vậy. Thì chúng ta có thể lấy một cái hình ảnh này để nói lên là cái quan điểm của hai bên này. Ví dụ như là chúng ta ở Sài Gòn mình chưa biết Huế là cái gì hết, mình chưa biết Đại Nội Huế là cái gì hết.
Nhưng mà cái quan điểm nhất thiết trí của ngoại đạo là nói rằng Huế ta cũng biết. À, Huế ta cũng biết. Thấy không? Tất nhiên là chưa đi mà cũng biết. À, một quan điểm của Ấn Độ giáo là vậy. Nhưng mà trong chỗ mà Nikaya là Đức Phật nói là có nghĩa là như vậy. Ta ở Sài Gòn, những cái gì ở Sài Gòn ta đã từng trải rồi thì ta biết. Còn Huế ta chưa đi, ta chưa biết. Đó là quan điểm của là Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong Nikaya. Là ở đây để chúng ta phân biệt ngay. À, còn quý vị phải ghi những cái ví dụ này để mà thấy cái sự là khác biệt. Đây chúng ta đang bàn về cái khái niệm nhất thiết trí. Thì ngoài đạo họ nói rằng cái gì ta cũng biết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái gì mà ta đã từng trải thì ta mới biết. Cái gì ta chưa từng trải là ta chưa biết. Thì ví dụ như là mình ở Sài Gòn, mình chưa đi Huế. Nhưng mà ngoài đạo họ nói rằng mặc dầu Huế ta chưa đi nhưng ta cũng biết. Là cái gì ta cũng biết mà. Biết tất cả mà. Nhưng mà Đức Phật thì lại nói rằng cái gì ở Sài Gòn thì ta biết, còn Huế ta chưa đi thì ta chưa biết. Đó là quan điểm Đức Phật về nhất thiết trí được ghi lại trong Nikaya. Và thế rồi thì ở đây chúng ta sẽ gặp nhất thiết trí ở đây trong Kinh Đại Thừa. Hồi nãy là chúng ta nói về là những cái ghi nhận được trong là Kinh Tạng là Pali. Còn đây là nhất thiết trí của Kinh Pháp Hoa. Thì mình hiểu như thế nào đây? Này Xá Lợi Phất, ta làm điều này chỉ vì để chúng có được nhất Phật Thừa và nhất thiết trí. Nhất Phật Thừa và nhất Phước Trí. Nhất Phật Thừa là để mà nó chỉ cái rốt ráo của Tam Thừa. Nhất Phật Thừa và nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả. Nhưng mà cái biết tất cả đây là được hiểu là như thế nào đây? Thì cái này là chúng ta phải nắm cái này này. Cái biết tất cả ở đây là được hiểu như thế nào? Cái biết tất cả đây là biết như là thế nào đây? Còn cái này là cái mà mình cần là phân biệt đây. Cái nhất thiết trí được ghi ở đây là nhất thiết trí trong Kinh Pháp Hoa hay là trong Đại Thừa? Cái nhất thiết trí hồi nãy là theo Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà cái nhất thiết trí ở đây trong Kinh Pháp Hoa đây này. Mình thấy rằng là trong này nói rằng là đưa tất cả những chúng sinh đều được đến nhất Phật Thừa hay là đưa đến địa vị Phật. Và được nhất thiết trí đây có thể, đây là tên gọi khác của là trí tuệ. Và trí tuệ. Và cái trí tuệ đó cũng có thể gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả. Biết tất cả. Là biết tất cả theo cái nghĩa gì? Như chúng ta biết rằng là chân đế là một cái thực tại là khách quan. Nó không lệ thuộc vào cái nhận thức hay là tâm thức của con người. Đấy nè. Mà mình muốn biết cái chân đế đó thì mình phải siêu việt lên. Mình phải siêu việt lên là cái trí nhận biết là của chúng sinh. Như vậy là nói theo cái bài kinh căn bản pháp môn thì muốn đạt đến địa vực thì phải vô thường chánh đẳng giác, nghĩa là phải có cái là tuệ tri pajanati. Tuệ tri đó là nó không chấp thủ, không bám víu vào 28 pháp, hay là nếu như nói trong đó là không chấp thủ 28 pháp thì chúng ta có thể nói rằng cái nhất thiết trí được quan niệm trong Kinh Pháp Hoa ở đây á, đó chính là cái trí không bám víu chấp thủ tất
cả các sự vật hiện tượng. Đây, quý vị phải ghi cái này vào. Nhất thiết trí, à, nhất thiết trí được quan niệm ở trong Kinh Pháp Hoa ở đây á, chính là không chấp thủ vào bất, không chấp thủ vào tất cả những sự vật hiện tượng. Không chấp thủ hay là bám biểu vào tất cả sự vật là hiện tượng. Tất cả những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm xúc, nhận biết, đó. Cái nhất thiết trí này là như vậy đó. Cái nhất thiết trí ở trong Kinh Pháp Hoa đây chính là cái trí, là cái trí không có chấp thủ bám víu nhé vào tất cả sự vật hiện tượng. Phải tất cả những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, cảm xúc và nhận biết, đây là nhất thiết trí. Là đó, đây là cái mà quý vị để mà phân biệt với hai cái là nhất thiết trí trong Nikaya. Đúng rồi, đúng đấy. Thì trong kinh Nikaya căn bản pháp môn là cái tuệ, là cái trí tuệ là không chấp thủ 28 pháp. Đúng rồi, thì cùng là giống nhau. Thì cái này cùng là cái nền tảng là như vậy á. Còn cái nhất thiết trí ở đây là người trong chấp thủ tất cả. Phải không? 28 pháp đó chúng ta có thể nhân rộng ra cũng là tất cả những cái gì mắt thấy là tai nghe. Đó. Cho nên cái nhất thiết trí này là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là trí tuệ của Ngài Phổ Hiền không? Cái kiếm mà chặt đứt. Chặt đứt là có nghĩa là không có dính mắc, không có phiền não. Thì cái này là bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái đại thừa này là nó có gốc rễ ở trong là nguyên thủy á. Mình nên nhớ rằng nguyên thủy khác nghe tiểu thừa khác nha. Tiểu thừa là giai đoạn là hai giai đoạn phân chia là bộ phái, đặt trên cái nền tảng là luận. Còn đại thừa là nó có gốc rễ trong cái nguyên thủy, trong Nikaya. Cho nên chúng ta thấy rằng là gì? Bên đại thừa nhiều khi họ dùng những cái danh xưng. Những cái danh xưng nó có vẻ là khác nhưng mà nó có cái nội dung là tương tự như trong là nguyên thủy. Nha. Rồi. Chúng ta tạm dừng ở đây hãy.